Cập nhật Thế giới ngày 29 tháng 4 Hàng Long và Quân sự Mở xin kính chào quý vị. Hàng Long xin gửi tới quý vị những thông tin trên thế giới trong bản cập nhật sau đây. Anh phát triển siêu vũ khí nguy hiểm, răng đe Nga Trung Chính phủ Anh cho biết, nước này có kế hoạch trang bị cho lực lượng phủ trang một tên lửa hành trình bội siêu thanh nội địa. Ngày 28 tháng 4, Telegraph đưa tin, các chỉ huy quân sự Anh muốn nước này sở hữu một loại vũ khí có khả năng đạt tốc độ tối thiểu gấp 5 lần âm thanh nhằm bắt kịp Mỹ, Nga, Trung Quốc. Theo nguồn tin, Bộ Quốc phòng Anh muốn vũ khí siêu vượt âm sẽ được thiết kế và chế tạo hoàn toàn trong nước, hạn chót cho kế hoạch đưa tên lửa này vào hoạt động là năm 2030. Cũng theo tờ báo này, kế hoạch phát triển vẫn đang ở giai đoạn đầu. Cho đến nay, Anh vẫn chưa chốt việc liệu tên lửa sẽ được phóng từ đất liền, trên biển hay trên không. Dự án đang được Bộ Quốc phòng Anh quản lý trực tiếp. Động thái trên của Anh được đưa ra sau khi Thủ tướng Rishi Sunak cam kết chi 2,5% tổng sản phẩm quốc nội cho quốc phòng vào năm 2030 người phát ngôn của bộ quốc phòng anh không bình luận chi tiết về sự phát triển năng lực tên lửa siêu thanh với lý do an ninh quốc gia nhưng xác nhận nước này đang theo đuổi và phát triển các công nghệ siêu thanh nội địa để chống lại các mối đe dọa hiện tại và tương lai Tên lửa đạn đạo cũng có thể đạt tốc độ siêu thanh, nhưng điểm khác biệt nằm ở khả năng cơ động. Vũ khí đạn đạo thường có đường đi cố định, nhưng vũ khí siêu thanh lại có thể thay đổi đường đi sau khi phóng, khiến đối thủ khó khăn trong việc nhắm mục tiêu và tiêu diệt. Việc phát triển khả năng siêu thanh là một phần của trụ cột thứ hai của Liên minh AUKUS, một hiệp ước quốc phòng và an ninh giữa Anh, Úc và Mỹ. Tháng trước, Mỹ đã thử nghiệm tên lửa hành trình siêu thanh trên đảo San thuộc quần đảo Marshall trong thông điệp gửi tới Trung Quốc, một đối thủ nặng ký ở Thái Bình Dương. Đây là vụ thử nghiệm vũ khí siêu thanh mới nhất mà Mỹ đã hoàn thành trong những năm gần đây. Ukraine tung chiến thuật làm tê liệt Nga từ đầu não Cơ quan an ninh Ukraine SBU, đã tấn công sân bay Kurschevska của Nga ở lãnh thổ Krasnodar bằng máy bay không người lái vào ngày 27 tháng 4. Hình ảnh vệ tinh về hậu quả của cuộc tấn công sau đó được người Nga lan truyền trên mạng xã hội. Ngày 29 tháng 4, tờ RBC đưa tin, hình ảnh vệ tinh do công ty Planet Lab chụp cho thấy một số khu vực của sân bay Kostevska của Nga đã bị UAV của Ukraine tấn công. Sân bay này là nơi đặt hàng chục máy bay quân sự, trạm radar và thiết bị tác chiến điện tử của quân đội Nga. Sáng thứ Bảy ngày 27 tháng 4, dư luận Nga đưa tin về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào sân bay Kuzhevska ở vùng Krasnodar của Liên bang Nga. Sau đó, các nguồn tin của RBC Ukraine xác nhận cuộc tấn công vào sân bay và tuyên bố rằng nó được thực hiện bởi cơ quan an ninh Ukraine SBU và lực lượng phòng vệ. Trong các video do người Nga công bố quay trực tiếp từ sân bay, UAV của Ukraine có thể đã tấn công kho mô đun điều khiển và hiệu chỉnh bom trên không của Nga. Trước đó, quân đội Ukraine đã tấn công sân bay ở Dersankoy của Nga. Cuộc tấn công khiến Nga mất 4 bệ phóng tên lửa phòng không S-400, 3 trạm radar và một trung tâm điều khiển phòng không. Quân đội Ukraine cũng đã tấn công sân bay, nơi Nga cất giữ máy bay ném bom TU-95 chuyên ném bom các thành phố của Ukraine. Điện Kremlin tuyên bố số phận của ông Zelensky đã được định đoạt. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng số phận của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã được định đoạt và sự hoảng loạn đang gia tăng trong quân đội Ukraine. Ngày 28 tháng 4, trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Moscow-Kremlin-Putin, ông peskov nói tôi nhìn nhận có vẻ như số phận của ông zelensky đã được quyết định một cách rõ ràng và điều đó sẽ được người ukraine thấy rõ trong thời gian tới ông peskov cho biết dù thế nào đi nữa nga sẽ tiếp tục thực hiện cuộc xâm lược đối với người ukraine mà theo cách gọi của họ là chiến dịch quân sự đặc biệt để bảo vệ nước nga người phát ngôn điện kremlin đưa ra đảm bảo rằng về phía ukraine sự hoảng loạn đang gia tăng trên các mặt trận và ông được cho là có thông tin chính xác ở một diễn biến khác, trong một tuyên bố vào ngày 27 tháng 4, ông Peskov nói, ở thời điểm hiện tại không có cơ sở nào để thực hiện các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Ông cho biết quan điểm của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc đàm phán với Ukraine đã được nêu rõ. Trong bài phát biểu hàng đêm vào Chủ nhật, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng đa số thế giới có thể và nên buộc Nga phải thực hiện cuộc đàm phán hòa bình và có thể bắt đầu vào tháng 6 tại Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình. Chúng ta có thể nói chắc chắn, tất cả các châu lục, những khu vực khác nhau trên thế giới với những quan điểm khác nhau về sự phát triển toàn cầu, nhưng tất cả họ đều thống nhất và thừa nhận rằng hiến chương Liên Hợp Quốc và các công ước quốc tế cơ bản là những tài liệu ràng buộc đối với mọi quốc gia trên thế giới, bao gồm cả một quốc gia như Nga, nơi luật lệ quốc tế bị phớt lờ. Năm thứ hai liên tiếp, Nga phải hủy bỏ tuần hành của trung đoàn bất tử vì lý do an ninh Nga sẽ không có cuộc tuần hành truyền thống trong ngày chiến thắng 9 tháng 5 năm nay. Ngày 28 tháng 4, Sky News đưa tin, trung đoàn bất tử của Nga lại được nghỉ hưu vào ngày 9 tháng 5 trong lễ kỷ niệm chiến thắng Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai của nước này. Đây là năm thứ hai liên tiếp, cuộc diễu hành của trung đoàn bất tử của Nga bị hủy bỏ vì lý do an ninh. Năm ngoái, Nga cũng phải hủy bỏ cuộc diễu hành của trung đoàn bất tử trong lễ kỷ niệm chiến thắng Đức quốc xã, sau khi Ukraine tấn công Điện Kremlin, được xem là tượng đài bất khả xâm phạm của Nga bằng hai UAV không người lái. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, năm khu vực bao gồm Prian, Pskov, Ryazan, Kursk và Belgorod của Nga cũng không diễn ra các cuộc duyệt binh do lo ngại về an ninh. Các khu vực này đều nằm ở phía tây nước Nga và dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Vào ngày 7 tháng 5, vài ngày trước khi cuộc duyệt binh dự kiến diễn ra, Nga cũng sẽ tổ chức lễ nhậm chức tổng thống của ông Vladimir Putin tại Moscow. Bộ Quốc phòng Nga cho biết sự kiện này có thể gây ra các cuộc biểu tình. Nga đe dọa đáp trả mạnh mẽ nếu tài sản của Moscow bị tịch thu. Nga đe dọa sẽ có phản ứng nghiêm khắc, hứa hẹn những thách thức pháp lý vô tận và các biện pháp ăn miếng trả miếng trong trường hợp tài sản đóng băng của Moscow ở phương Tây bị tịch thu. Hãng Reuters đưa tin hôm chủ nhật ngày 28 tháng 4, người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow sẽ không bao giờ nhượng lại các vùng lãnh thổ chiếm được từ Ukraine để đổi lấy tài sản bị phong tỏa. Bà Zakharova viết trên Telegram tài sản của Nga phải được giữ nguyên, nếu không sẽ có phản ứng gây gắt đối với hành vi trộm cắp của phương Tây. Tôi nghĩ nhiều người ở phương Tây đã hiểu điều này. Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trong một bình luận riêng rằng Nga vẫn còn rất nhiều tiền của phương Tây và chúng có thể trở thành mục tiêu cho các biện pháp đáp trả của Moscow. Ông Peskov nói, chiến vọng về những thách thức pháp lý chống lại việc tịch thu tài sản của Nga sẽ được rộng mở. Nga sẽ tận dụng những lợi thế đó và sẽ không ngừng bảo vệ lợi ích của mình. Để đối phó với cuộc chiến của Nga ở Ukraine, Hoa Kỳ và các đồng minh đã cấm giao dịch với Ngân hàng Trung ương và Bộ Tài chính của Nga, đồng thời phong tỏa khoảng 300 tỷ đô la tài sản của Nga ở phương Tây, hầu hết trong số đó nằm ở các tổ chức tài chính châu Âu. Vào ngày 20 tháng 4, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật về khả năng tịch thu tài sản của Liên bang Nga để ủng hộ Ukraine và mở rộng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga ông Macron muốn dùng vũ khí hạt nhân để bảo vệ EU. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẵn sàng thảo luận về ý tưởng sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ Liên minh châu Âu, EU. Ngày 28 tháng 4, trang RBC dẫn lời tổng thống Macron nói, Tôi sẵn sàng mở ra cuộc tranh luận này, trong đó phải bao gồm việc triển khai các lá chắn chống tên lửa, khả năng tấn công tầm xa và vũ khí hạt nhân ở cả những nước sở hữu và những nước cho Mỹ đặt chúng trên lãnh thổ trong bài phát biểu tại đại học Sorbonne ở paris ông macron cảnh báo rằng châu âu đang phải đối mặt với mối đe dọa hiện hữu từ nga ông kêu gọi lục địa này áp dụng chiến lược phòng thủ đáng tin cậy và ít phụ thuộc vào mỹ ông nói đáng tin cũng có nghĩa là có tên lửa tầm xa để săn đeo người nga và sau đó là vũ khí hạt nhân Ông giải thích học thuyết của Pháp là chúng tôi có thể sử dụng chúng khi lợi ích sống còn của chúng tôi bị đe dọa. Tôi đã nói rằng châu Âu cũng có thể liên quan tới những lợi ích sống còn này. Ông đề nghị đặt lên bàn mọi thứ mà các quốc gia thuộc liên minh châu Âu có và xem điều gì sẽ thực sự bảo vệ khối này một cách đáng tin cậy. Ông nhấn mạnh Pháp sẽ duy trì tính đặc thù của mình nhưng sẵn sàng đóng góp nhiều hơn cho việc bảo vệ châu Âu sau khi Anh rút khỏi Liên minh châu Âu, Pháp là thành viên duy nhất trong khối sở hữu vũ khí hạt nhân của riêng mình. Xây dựng chính sách phòng thủ chung châu Âu từ lâu đã là mục tiêu của Pháp, nhưng nó đã vấp phải sự hoài nghi từ các nước EU khác, những bên coi sự bảo vệ của NATO là đáng tin cậy hơn. Tuy nhiên, sau khi cuộc chiến Nga-Ukraine bùng phát và kịch bản cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể quay lại Nhà Trắng, đã khiến một số nước kêu gọi châu Âu tăng cường năng lực tự phòng vệ. Ông đã kêu gọi xây dựng hệ thống phòng thủ châu Âu mạnh mẽ, thống nhất hơn. Ông cũng cảnh báo rằng áp lực quân sự, kinh tế và các áp lực khác có thể làm suy yếu và chia cắt liên minh châu Âu gồm 27 quốc gia thành viên. Ông nói rằng người châu Âu nên ưu tiên mua thiết bị quân sự của châu lục này trong một nỗ lực nhằm tăng cường đầu tư hơn nữa vào năng lực sản xuất quốc phòng. Ông Macron nói chúng ta phải sản xuất nhiều hơn chúng ta phải sản xuất nhanh hơn và chúng ta phải sản xuất với tư cách là người châu âu những động thái mạnh mẽ từ Tổng thống Macron gần đây, bao gồm lời kêu gọi sẵn sàng kho vũ khí hạt nhân của châu Âu và khả năng đưa quân NATO vào Ukraine, không chỉ đơn thuần thể hiện vị thế độc nhất vô nhị của Paris trong Liên minh EU, mà còn nhằm đáp trả những tuyên bố thiếu trách nhiệm của Nga về vũ khí nguyên tử. Có thể nói, kỷ nguyên đe dọa Âu-Mỹ bằng thứ vũ khí mạnh nhất mà loài người trong kỷ nguyên văn minh này có được của Nga đang bước sang giai đoạn thoái trào, và chính quyền Putin sẽ cần phải chứng minh họ mạnh hơn đối thủ về những mặt khác, giả sử như kinh tế, công nghệ hay vũ khí quy ước trước khi có thể nói đến chuyện chọa nạt. Điều mà rất tiếc là Nga đang không có. Ngoại trưởng Mỹ Blinken tới Ả Rập Saudi để đàm phán về Gaza Tờ European Trust dẫn tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken sẽ thăm Ả Rập Saudi vào hôm nay ngày 29 tháng 4 trong chuyến thăm ông Lincoln sẽ thảo luận về lệnh ngừng bắn ở Gaza, những nỗ lực nhằm đạt được hòa bình và an ninh lâu dài trong khu vực, bao gồm có việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập với những đảm bảo an ninh cho Israel, bảo đảm việc thả con tin. Ngoài ra ông cũng sẽ thảo luận về viện trợ nhân đạo đến Gaza và nhấn mạnh cần tăng cường viện trợ. Hôm 28 tháng 4, quân đội Israel tuyên bố họ đã mở cửa các hành lang vận chuyển mới từ cảng biển và biên giới trên đất liền để tăng cường đưa hàng hóa viện trợ vào Gaza, đồng thời khẳng định việc viện trợ sẽ tăng lên trong những ngày tới. Tuy nhiên, cùng ngày, tham mưu trưởng quân đội Israel Herzi Halevi đã phê duyệt kế hoạch tấn công trên bộ nhằm vào thành phố Rafah nằm ở miền nam Gaza. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các nhà hòa giải quốc tế đang nỗ lực giúp Israel và Hamas đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. Ngoại trưởng Thái Lan bất ngờ từ chức Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Phanpre Bahida Nukara từ chức sau khi bị cách chức phó thủ tướng khi chính phủ nước này thực hiện cải tổ nội các. Ông Phanpre cho biết quyết định từ chức của ông có hiệu lực từ ngày 28 tháng 4. Hãng tin Reuters ngày 28 tháng 4 dẫn lời người phát ngôn chính phủ Thái Lan Chai cho biết Thủ tướng Srettha Thavisin đã nhận đơn từ chức của ông Panpre. Ông Chai nói thêm, việc ông Panpre từ chức sẽ không ảnh hưởng đến công việc của chính phủ trong lĩnh vực đối ngoại. Theo lá thư từ chức của ông Pampre, được truyền thông địa phương công bố, cựu bộ trưởng tin rằng việc ông bị cách chức phó thủ tướng không phải do năng lực của ông, mà ngược lại, ông đã làm hết khả năng và giúp cải thiện hình ảnh của Thái Lan trên trường quốc tế. Ông Pampre đứng đầu nhóm phụ trách các vấn đề Myanmar và đã phát động một sáng kiến nhân đạo nhằm mở đường cho các cuộc đàm phán giữa các phe tham chiến sau 3 năm bất ổn và bạo lực do đảo chính gây ra ngoài ra ông Panpre cũng có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm thả hàng chục con tin Thái Lan bị Hamas bắt giữ ở Gaza. Động thái của ông Panpre đã khiến nhiều trong số có các nhân vật cấp cao của chính phủ Thái Lan ngạc nhiên và nói rằng điều đó thật bất ngờ. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần cập nhật thế giới tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị buổi tối thư giãn. Còn bây giờ, Hằng Long xin chào và hẹn gặp lại quý vị.